nói gì đi chứ. Kịch người ta cho có 5 phút thôi, nãy giờ im lặng 30 phút rồi. Bởi vì tôi và em bây giờ không còn gì để nói. Chia tay đi. Anh nói gì vậy? Ủa anh ơi, anh lấy tôi về sinh con đẻ cái cho anh, anh muốn bỏ là anh chỉ nói đơn giản hai từ chia tay sao anh? Em nói mới là đơn giản đó. Ủa em cũng xài tôi từ đó tới giờ. Ngày xưa lúc lấy em tôi đẹp như cổ thiên lạc mà. Ôi trời ơi. Bây giờ như cổ mộ vậy, em thấy chưa? Còn tôi thì sao? Lúc tôi lấy anh về tôi như một con mắm, bây giờ tôi như một con heo. Anh không thấy điều đó hả? Tôi lo cho gia đình này quá nhiều tới nỗi mà quên bản thân mình luôn. Sao lúc nào anh cũng biết nghĩ cho anh vậy? Cái đó là do cô nghĩ thôi, chứ tôi chẳng cảm nhận cái tình cảm gì ở trong căn nhà này hết. Thôi đủ rồi, tôi không nói nhiều với anh nữa. Bây giờ sao? Anh muốn ly dị đúng không? Anh muốn ly dị thì ly dị. Nhưng mà tôi nói cho anh biết nè, muốn ly dị thì tất cả tài sản sẽ chia đôi. Cái nhà này có đủ 3 phòng thì mình chia đủ 3 phòng. Anh hiểu chưa? Cô thích thì tôi chịu. Bắt đầu từ cái phòng khách này đi. Tôi sẽ lấy cái dĩa. Cái dĩa này là của tôi. Tôi đụng vô rồi nó là của tôi. Cái chuyện cô mập nè, bắt đầu ngay từ đây rồi. Mắc cái gì mắc, nó bắt đầu ngay từ cái gì á? Mới bắt đầu chia là dành đồ ăn trước rồi, hỏi tại sao mình không mập. Nếu cô lấy cái dĩa thì tôi sẽ lấy cái hộp khăn giấy này. Trời, anh lấy hộp khăn giấy làm gì? Để cho cô ăn xong không có cái mà chùi miệng. Đơn giản thôi. Tôi không ngờ luôn á. Tôi chung sống với anh bao nhiêu năm nay, bây giờ tôi mới biết con người anh độc địa vậy luôn á. Xin lỗi anh, nếu anh lấy cái khăn giấy tôi lấy cái thùng rác nó đâu rồi? Bên đây. Bên đâu anh? Dạ cảm ơn anh, sao nhà em mạnh rành quá vậy. Tôi sẽ lấy cái thùng rác này. Tôi không hiểu là cô lấy cái thùng rác để làm gì. Để cho anh xài giấy xong anh không có chỗ để anh bỏ vô thùng. Hiểu ý tôi nói không? Là anh xài xong là anh bỏ vô miệng anh nuốt luôn. À nếu vậy vậy thì sao? Anh còn gì để lấy nữa hả? Tôi không thèm dành những cái thứ mà bốc mùi đó. Tôi thích những cái thơm, tôi lấy. Cái bình đựng bông. Cái bình đựng bông. Ừ. Anh vẫn thua tôi thôi. Bởi vì tôi sẽ lấy cái chậu đựng bông này. Đó. Đây là cái chậu bông bonsai. Cô chọn cái chậu bonsai cho nên cuộc đời cô lúc nào cũng sai. Là sao? Cái bình thì nó thơm, còn cái chậu nó sẽ hôi. Làm gì hôi? Tại trên đó có phân bón. Phân bón là cho nó hoa nó tốt tươi thôi. Chứ anh lấy cái bình anh thử không thay nước hoa 3 ngày coi nó có hôi như cái chậu tôi không. Thôi những cái đó tôi không cần nữa. Bây giờ tôi chuyển qua, tôi chọn cái tượng cô gái này. Bởi vì sao? Tôi chán nản một người đàn bà mà suốt ngày cứ chì chiết chồng con mình. Tôi thà là tôi ở với cái tượng như vậy còn dễ chịu hơn. Từ lâu tôi đã biết rồi. Anh sống với tôi nhưng mà tâm trí anh là để vô cái nhỏ tượng này nè, đúng không? Anh thà anh lấy một cái tượng vô tri vô giác, anh không có thương vợ anh. Được rồi, bây giờ tôi cho anh sống với cái tượng này suốt cuộc đời đó. Rồi mấy phút anh nằm xuống anh bệnh, cái tượng này nó lo cho anh nha chưa? Anh lấy cái tượng rồi đúng chưa? Thì bây giờ gì? À, tôi vẫn còn cái để lấy. Nè, cô lấy cái gì nữa? Tôi lấy bức tranh này. Không, bức tranh này là của tôi. Nè, bức tranh này là của tôi. Tôi nói không. Nè, anh không có được đụng với nó nha chưa? Nó là của tôi. Cô có cái gì, kỷ niệm gì về nó? Có hay không mà đòi giành nó? Đối với tôi, bức tranh này là cả một tài sản vô giá. Nó là gì đối với anh mà anh phải giành giật nó vậy? Thì nó cũng là một phần kỷ niệm trong tôi. Bởi vì đây là bức tranh hoàng hôn diêu quang. Mời nhỏ nhỏ giùm em cái gì ơi, nhà đang cháy lửa. Đó là bức tranh hoàng hôn. Đó là ngày kỷ niệm một năm tôi và em quen nhau. Vậy là anh còn nhớ hả? Nhớ chứ. Nhớ rõ từng chút nữa là đằng khác. Hôm đó tôi quyết định tôi sẽ thực hiện mơ ước của em. Đó là
chở em đi chơi xa một chuyến. Và nơi em muốn đến đó chính là... Anh ơi, mình đi Đà Lạt chơi nha anh. Em muốn đi đâu anh cũng chở em đi hết. Dạ. Tôi đã phải nhịn ăn, nhịn đói, nhịn khát suốt nhiều tháng trời, rồi phải chạy dại khắp nơi mượn tiền bạn bè, anh chị em. Cuối cùng may quá tôi cũng kiếm đủ tiền. Rồi ngày hôm đó tôi chở em trên chiếc xe cúp cà tàng của tôi. Hai đứa đi bon bon suốt cả nửa ngày trời mà không thấy mệt. Cuối cùng tôi và em cũng đến được Cần Giờ. Cũng may là em lúc đó cũng mù đường như tôi, cho nên em tin sái cổ nơi đó là Đà Lạt. Tôi chưa bao giờ đi Đà Lạt cả, cho nên tôi vẫn nhớ hoài cái khoảnh khắc anh nắm tay tôi đi trên bãi biển và anh nói đó là Hồ Xuân Hương. Tôi cũng thắc mắc, tôi hỏi anh là: anh ơi, sao Hồ Xuân Hương gì mà có khỉ nhiều vậy anh? Với kiến thức sâu rộng của mình, anh cười tươi và trả lời: à, chắc là mấy con khỉ ở Cần Giờ lên Đà Lạt du lịch đó em. Tôi lại tin anh sái cổ. Nhưng mà tôi lại thắc mắc là: anh ơi, em nghe nói là ở Đà Lạt lạnh lắm, sao trên này nó nóng quá vậy anh? Anh lại trả lời bằng ánh mắt tinh ranh: em cảm thấy nóng đó là do anh và em đang yêu nhau, hai trái tim đang hòa quyện vào nhau, cho nên em cảm thấy nóng là chuyện bình thường. Thôi, lâu lâu mới có dịp lên Đà Lạt nướng hải sản ăn tiếp đi em. Bất chợt thì anh và tôi cùng nhìn thấy một chàng họa sĩ. Anh mới nói là: hay là bây giờ hai đứa mình lại đó cho anh họa sĩ vẽ một bức tranh để làm kỷ niệm em nhé. Hai đứa tôi cùng nhau làm kiểu, làm tất cả các kiểu trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà khi nhìn lại bức tranh thì chỉ có cảnh hoàng hôn mà không có cặp tình nhân nào cả. Lúc là do đó, anh họa sĩ hôm đó bị đau một mắt. Ảnh nhắm một bên, vẽ một bên. Chúng tôi ngu quá ngồi bên cái phía ảnh nhắm. Anh lao quá hả? Thế là hai đứa tôi không hề có trong khung ảnh đó. Anh, lâu quá mình không đi Cần Giờ á ha. Nhắc lại á, thấy vui dễ sợ luôn. Đúng rồi, em anh quyết định đặt nơi cái đó không phải là Cần Giờ. Chứ Lạc là gì? Cái đó là Lạc Giờ. Lạc Giờ, đúng rồi. Lạc Giờ. Đó là nơi kỷ niệm tình yêu đầu tiên của hai đứa mình. Vui dễ sợ. Anh vô đây ngồi anh nói nghe nè. Lâu lắm rồi hai đứa mình không đi hâm nóng là tình cảm á. Ừ. Anh, em xin lỗi, em làm vợ mà suốt ngày cứ biết trách móc anh hoài à. Từ nay về sau sẽ không có như vậy nữa đâu, em hứa, em hứa. Anh cũng xin lỗi, anh nghĩ đó là lỗi của anh. Chắc tại anh đi làm nhiều quá, không có lo cho em, cho nên em không có được vui với anh, đúng không? Dạ, thôi từ nay về sau hai vợ chồng mình không có được cãi nhau nữa nha ông. Phải sống thiệt là hạnh phúc nha. Rồi, anh hứa luôn. Thôi anh quyết định rồi, ngày mai anh sẽ chở em và con đi Đà Lạt để ngắm lạc đà chơi nha. Đi. Thay mặt cho anh chị em nghệ sĩ chương trình, họ đã ngồi bên dưới coi rất là thích và mỗi người tài trợ một cặp vé đi Đà Lạt cho hai vợ chồng đi luôn khỏi về nữa. Dạ. Ra có xe đón sẵn lên đường liền. Dạ. Ủa xe gì vậy anh? Không biết. À dạ. Ừ, dạ. Cứ lên xe nói anh Đại Nghĩa tài trợ là được. À vậy hả? Dạ, có một chiếc xe màu trắng đục đó em. Dạ thôi xin cảm ơn nhóm kịch huyền thoại. Dạ. Bây giờ. Và hiện tại có 7 món. Đầu tiên là cái hộp đựng khăn giấy. Thứ hai là cái dĩa đựng trái cây. Thứ ba là thùng rác. Thứ tư là bonsai. Thứ năm là cái bình cắm bông. Thứ sáu là bức tượng. Và thứ bảy là bức tranh. Một món thôi ạ. Hai món, trong đấy có hai món. Và mình phải tìm một món bằng kẹo. Chị Harry nghĩ nào? Lo kịch phải không? Trời ơi, ôi, lo kịch á. Mà cái kịch á, cái chủ đề kịch bản không biết là gì nữa. Nói chung là 50% là nói về cái bức tranh không? Đúng vậy. Cái đấy là đánh lừa. Có thể là đánh lừa hoặc là có thể là đánh lừa trên trong cái đánh lừa. Đánh lừa trong cái đánh lừa. Là sao em nói chuyện dễ hiểu hơn được không em? Tức là ý là 50% về cái tranh.
thì tức là chắc chắn nó sẽ là cái chanh. Ý là trong đầu mình sẽ suy nghĩ là nó sẽ là cái chanh, nhưng không, em thấy ban biên tập khoái lắm nên đâm ra là ý là nghĩ là em biết nó sẽ là cái chanh, sẽ là cái kẹo thật. Thôi bỏ qua đi. Anh đầu tiên nghi ngờ cái tường cô gái. Anh nghĩ giảm đường nữa. Em là em nghĩ nó là cái hộp khăn giấy. Chỉ có một cái khăn giấy thôi. Chỉ có một cái khăn giấy đó, thấy chưa, một cái khăn giấy nữa. Anh nghĩ rằng là cái hộp khăn giấy và cái chậu bonsai kia kìa. Đúng rồi, em cũng nghĩ cái cây á, cái cây chậu bonsai. Biết đâu là thùng rác hay sao? Tại sao em nghĩ là cái thùng rác? Tại vì em thấy nó không có bóng, mấy thùng rác nhìn nó không có, nhìn nó vẻ nặng nề. Bình thường cái thùng rác thì nó rất là nhẹ, đúng không? Ý kiến của Thu Vy sao? Cái cây á, cái bonsai á, nghĩ là cây. Cái cây á, tại vì cái lá nhìn nó có giả giả kiểu gì á. Thì chắc có thể chắc là cây giả, là cây giả, là có thể là cây giả giống như là mấy cái mô hình mà đồ giả ta bán ngoài siêu thị đó, bằng nhựa đó, nhựa đó. Hoặc là cái hộp khăn giấy cũng giống như kiểu bánh sô cô la rồi đó. Cái chậu bông á, nó cái màu sắc nó rất là giả, cái màu cái kiểu như làm đá cẩm thạch á, nhưng mà nó không có thật một tí nào cả. Chương trình sẽ xịt lên một cái lớp đánh lừa thị giác của mọi người thôi. Không, chị hay đánh lừa mọi người. Đúng rồi, mà nói chung là nhìn cái cây nó nghi lắm nha. Bây giờ bắt đầu chọn. Vật đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu hộp khăn giấy chất liệu 100% đường cộng thêm chocola trắng và đen. Cái hộp khăn giấy cũng rất khả nghi. Hộp khăn giấy khả nghi lắm luôn. Bởi vì chỉ có một cái tờ giấy trong đó thôi. Rồi. Không, em nếu như là kẹo thật thì vẫn có thể bỏ vào được. Rất là nhiều khăn giấy. Vẫn vào được. Vậy thì có ai chọn hộp khăn giấy không ạ? Từ từ chọn mới chọn hai ạ. Nhanh dữ vậy. Nhanh lắm. Mà sao cái câu chuyện nó nói về bức tranh hoài ha? Tại vì thực ra cái bức tranh nó có chuyện để mà nói. Đúng rồi, có kịch bản diễn. Nó đi vào kịch bản. Chứ lẽ bây giờ hai vợ chồng kỷ niệm là cái thùng rác. Ai chọn hộp khăn giấy? Em không chọn. Không ai chọn. Tiếp em theo. Thấy là Hoàng Yến đang suy nghĩ kìa. Thì đó, tức là em có 50-50 là cây bonsai với cả hộp khăn giấy đó. Em hãy chọn đi. Hay quá ha. Sao anh? Qua đây. Thì cái bình hoa sao em? Cái bình hoa thì nó không giống lắm anh. Hai cái ở kia cái không là cái đâu nhi vì cây nó nhìn nó giả giả. Cái gì đây, là cái dĩa là trái cây. Em cái chọn hộp khăn. Em quyết định kỹ chưa? Em quyết định hộp khăn. Rồi đứng qua đây. Cái dĩa được trái cây. Trái cây không tính, chỉ tính cái dĩa. Ai chọn cái dĩa? Nếu như mà là kẹo thật á thì nó giống như cái con cá hồi nãy. Em chọn thùng rác. Thùng rác. Ai chọn thùng rác nữa? Mời thùng rác đứng cạnh hộp khăn giấy. Ok. Tiếp theo hộp khăn giấy em nhìn rác. Bonsai ai chọn? Em. Hình như anh mới ngoáy bằng cái tay này rồi anh đổi cái tay này lên ăn hả? Phải không? Anh thật là màu thật hả? Trời ơi. Ai chọn bonsai? Em chọn. Ai chọn bonsai? Thú vị. Hai người. Em. Harry. Anh đề nghị có chọn bonsai là không? Anh muốn chọn bonsai lắm nhưng mà thôi, anh tự thử đánh cược với chính mình, anh sẽ chọn bức tranh. Tiếp tục. Bình chấm bông. Anh Nhật. Bức tượng. Còn có một cái là anh Nhật phải chọn. Anh Nhật đó. Để cho anh suy nghĩ đã. Anh Nhật đang căng. Chọn đại đi anh. Anh chọn bức tranh. Và có hai người chọn bức tranh. Harry, Phú Vy chọn là bonsai. Dạ đúng. Jolly chọn rác. Chibi chọn hộp khăn giấy. Vâng. Vậy thì có ba vật không được chọn là bức tượng, bình cắm bông và dĩa trái cây. Đầu tiên theo từng vị trí 1, 2, 4, 5, 6, 7. Cái đấy luôn đó hả? Hộp khăn giấy này là lựa chọn đầu tiên của Hoàng Yến. Để đó. No. Đừng anh ơi. Anh bỏ vô kia đó, mình là đang nghi đó. Mà có thể là nó là kẹo đó. Sao nghe tiếng gì ạ? Cần dễ dàng nghe gì em. Ở chung phải bình thường ném vào cái nhựa là nó nghe tục. Nhưng mà khăn giấy mà nó mềm mèo mà. Ai đúng ai sai? Nặng không anh? Thanh giả vờ. Chắc là nặng mà ở trên còn có trái cây nhìn có vẻ giả quá ha. Trái cây giả hay? Trái cây giả đó. Thank you.
kết quả sẽ có sau vài phút giải lao. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Ồ hay gì thế này. Kết quả ai đúng ai sai, thậm chí quý vị khán giả đang xem đài cũng chưa biết được quý vị đang chọn đúng hay chọn sai. Trái cây đã nói từ đầu là giả. Thôi cần làm vậy mới nghi cái thùng rác là kẹo đó. Nhưng biết đâu anh đang lừa em thì sao? Sao tim em đập mạnh thế này nhỉ? Sao cái gì không phải rồi? Em làm như anh Giang có ngày em yếu tim. Julie. Anh à, anh đừng làm em sợ, em đau tim á. Em có cử đường không? Em không ăn kiêng. À em có. Kiêng đồ giả anh ạ. Kiêng đồ giả. Đây là đồ thật, mời lên ăn. Em ơi, thùng rác rất thơm. Nếu như là chị đồ thật à, thì rất thơm. Chết rồi, em tôi chết rồi. Mời há miệng, say XXL. Trời to thật anh ơi. Mời há miệng. Không có bóng, cái thùng rác nhìn nó không có, nhìn nó vẻ nặng nề, bình thường cái thùng rác thì nó rất là nhẹ. Hàm răng của em thật là chắc khỏe. Yeah, quá tay cho hàm răng chắc khỏe. Như vậy là em phải mừng, bởi vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em nhai thùng rác. Không, mà cái này không để đồ đựng đồ chứ không phải là dùng thùng rác đâu. Cho sạch mới, yên tâm đi. Cái này không ai chọn đúng không? Đúng rồi, cái này không ai chọn. Cái kỳ xảo cái này. Nó bằng cái gì á anh? Thủy tinh hả? Nếu đây là kẹo thì tất cả chúng ta sai lầm, mất đi một cơ hội đó. Vậy đó là người may quá thiệt không ở lại chương trình. Mời lên sân khấu anh Đại Nghĩa và anh Lâm Nhật. Ui trà, còn bốn món của ba chứ, hộp khăn giấy, bonsai, bình bông và bức tranh. Anh chọn bức tranh. Nếu mà tìm lại cuộc đời á, tôi xin chọn bức tranh. Cái gì, cái gì, ở đây nói gì? Em nói kẹo. Muốn đổi không? Kẹo rồi đó anh ơi. Em muốn đổi. Đổi từ từ bonsai qua bức tranh. Em thì cứ giữ bonsai đi chị, qua bên kẹo. Trời ơi. Em muốn đổi gì? Chị ơi, tim trực giác của mình qua chị bức ơi. Tranh hả? Chị muốn qua bức tranh hả? Không, anh ơi, em nói cho vui thôi, em không có qua. Đó, vui quá rồi. Dạ. Thả lỏng tay chưa? Mời anh Lâm Nhật, thử nhẹ. Đừng đụng vô. Thơm, thơm. Thơm, nghi mùi xịt của chương trình quá. Mời hạ miệng sai M. M thôi hả? Hai. Tiến vào vị trí. Mà sao cái câu chuyện nó nói về bức tranh hoài ha? Cái đấy là đánh lừa. Ý là 50% về cái tranh. Thì tức là chắc chắn nó sẽ là cái tranh. Ý là trong đầu mình sẽ suy nghĩ là nó sẽ là cái tranh. Nhưng không. Anh tự thử đánh cược với chính mình, anh sẽ chọn bức tranh. Vô. Yeah. Xuất sắc thưa quý vị, đây là bức tranh mà nghệ nhân chúng tôi vẽ bằng tay. Vẽ luôn. We'll be right back.
với cái nhìn của những người đi trước, những người gọi là cuộc sống quá nhiều điều lừa gạt họ rồi, nên bây giờ không lừa dối họ được nữa, họ đã chính xác. Anh Đại Nghĩa và anh Lâm Nhật xin chúc mừng. Tiên, dạ, đã đến với chương trình. Chúng tôi không quy định ăn giấy, chỉ ăn cái hộp thôi. Mời lên đây nào. Dạ. Chị Bi chọn hộp giấy hả em? Dạ, em chọn hộp giấy. Cuộc sống mà, đôi khi mình có những sai sót thì mới trưởng thành được. Há miệng nào. Không có thể khả nghi lắm luôn. Bởi vì chỉ có một cái tờ giấy trong đó thôi. Hà, bỏ hai. Rồi. Không, em nếu như là kẹo thật thì vẫn có thể bỏ vào được. Rất là ngọt vậy. Vẫn vào được. Nhai đi con. Chết rồi. Cái gì đây? Trời ơi. Cái bonsai này đúng á. Anh nghĩ bonsai đúng. Có dòng bonsai không? Cây bonsai. Dạ có. Em có chọn bonsai. Trời ơi, ông chị không nhấc cái một cái à. Lên nhanh vậy. Ủa bây giờ em ăn mà trúng đất sao trời. mình sẽ cắn cái cây á, mình đừng có cắn cái đất. À ok. Hai em không ngồi làm cho là bình thường vui vẻ mà hai em đi lư sờ một chết rồi. Mời che mắt lại. Thôi bây giờ em nghĩ vậy nè, cho mọi người cắn một bên đi. Người ta không chọn đó sao bắt người ta cắn được. Vậy cho cắn thử để biết không. Chị không có nhu cầu cắn thử em ơi. Em nói nghe nè, răng em làm chưa có xong. Cho nên là em cắn nhẹ nhàng thôi mà. Chết rồi, cô ơi, trời ơi, chết cái rồi. Cái này sợ không biết là gì á. Chết rồi, gì đây. Sau đây là lễ hội. Sợ đứt răng quá. Tiếng vua cung đình. Kẹo, ăn mạnh dạng lên em ơi. Anh tính chắc là kẹo. Không hả? Hả miệng sai lời. Cho em ăn dạ. Cây, ăn cây, cho em ăn cây. Thôi em sợ rớt răng thiệt á, cho em ăn cái gì vậy nhỉ? Anh sợ đau á. Cô la, nhìn tôi dạy giả thì có thể là bằng sô-cô-la. Chắc chắn là cây giả. Cái chậu bông á, nó cái màu sắc nó rất là giả, cái màu cái kiểu như làm đá cẩm thạch á, nhưng mà nó không có thật một tí nào cả. Bánh nè. Đây là bánh hả? Ủa ngon quá vậy. Thưa quý vị, rất là công phu. Wow. Và như thật.